Xin chào tất cả mọi người, mình là Trọng, mình đến từ kênh channel Crypto Honix đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cho active cái dự án Zcashin Era nhé. Zcashin Era là cái mạng mainnet mới của Zcashin, vừa được mainnet vào ngày 24/3/2023 các bạn nhé. Thì đây là một cơ hội để cho active rất là tiềm năng. Thì cái Zcashin là một cái giải pháp mở rộng layer 2. Đấy, thì nó do Masternode đã phát triển và nó cũng đã huy động rất được rất nhiều tiền nhé, và rất nhiều breaker đứng đằng sau. Zcashin sử dụng công nghệ là Zcash Rollup mà triển khai Zcash EVM là tương thích với cả EVM nha các bạn nhé. Các bạn trước khi xem video thì hãy thấy video của mình hay hữu ích, hãy cho team của chúng mình một like, một subscribe kênh của Crypto Honix của chúng mình nhé. Ok, quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cho trên dự án Zcashin Era, một cái mạng mainnet mới của Zcashin nhé. Thì để làm sao để cho tít của cái dự án Zcashin này, thì bạn cũng phải chuẩn bị một ít ETH trên mạng ETH mainnet, xong rồi sẽ chuyển sang mạng Zcashin. Thì đây mình sẽ chuẩn bị một cái ví đây, một cái ví, và đã có một đây đã có một ít ETH nhá, đã có một ít ETH để mình sẽ thực hiện recharge tiếp nhá. Ok, thì đầu tiên mình sẽ phải thêm cái mạng Zcashin ETH mainnet này vào cái ví MetaMask của mình nhé. Đây, thì mình cho vào đây, thì nó là chữ, nó có cái mạng Zcashin ETH mainnet đây. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ kết nối với cái ví của mình nhé. Mình sẽ kết nối với ví. Xong bạn add to MetaMask này. Ok, thì mình đã kết nối xong nhé. Thì mình vào cái ví của mình để mình kiểm tra xem đã add thành công chưa. Đây, Zcashin ETH mainnet đây. Ok, thì những tất cả những cái link này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn nhé, để các bạn dễ thực hiện. Sau khi mình thêm mạng Zcashin ETH mainnet vào ví rồi, thì mình sẽ thực hiện các cái trải nghiệm các dự án ở đây. Thì đầu tiên là có cái cầu này để chuyển tài sản từ ETH mainnet sang Zcashin ETH nhé. Và tiếp theo là một cái dự án nữa, nó là Orbiter Finance. Thì nó cũng là một cái cầu để chuyển các cái tài sản ở giữa các cái mạng khác nhau. Tiếp theo là một cái sàn DEX là SynSwap. SynSwap là một cái sàn DEX, nó sàn DEX nó đang thực hiện ở trên rất nhiều chain, như trong đó có là Zcashin. Và một cái sàn tiếp theo đó là sàn MU. Đấy, một cái sàn cũng là một sàn DEX nhá. Tiếp theo là cái dự án MinSquare. MinSquare này là một cái dự án về NFT các bạn ạ. Ok, thì mình bây giờ thực hiện từng bước một nhé. Đây, đầu tiên mình sẽ dùng cái cầu này để chuyển tài sản từ ETH mainnet sang Zcashin nhé. Ok, mình sẽ kích vào đây. Thì chuyển tài sản thì các bạn cũng nhớ cái check cái ga ở trên cái mạng lưới ETH mainnet thì nó bao nhiêu, rẻ rẻ thì các bạn chuyển thôi, nếu mà đắt thì thôi. Đấy, cái tầm dưới 30 thì các bạn nên chuyển, và tốt đẹp nhất là dưới 20, thì đây nó đang khoảng 24 quay này, gas nó đang khoảng 24 thì chuyển cũng được. Ok, thì đây là cái cầu của họ, thì mình sẽ ấn vào connect với MetaMask của mình này. Thì đấy, cái cầu của họ đây. Sẽ kết nối này. Đây, thì mình sẽ chuyển
Đây vào mục deposit đây nhá. Thì deposit là nạp vào cái mạng Zcash Ethereum này, thì chuyển từ Ethereum sang Zcash Ethereum nhá. Thì mình sẽ chuyển thử một số lượng. Mình sẽ chuyển thử 0.1, mình sẽ chuyển thử 0.12 đi. Mình chuyển thử 0.11. Ok, mình sẽ ấn deposit này. Mình ấn chuyển mạng để chuyển sang mạng Ethereum nhé. Đây thì nó có phí gas đây này, phí gas cũng khá là đắt các bạn nhé, khoảng gần 5 đô đây này, 4.96 đây này. Đấy thì phí gas tổng cái số lượng tài sản của mình thì mình sẽ chuyển tổng tài sản là khoảng 198 đô, gần 200 đô. Ok thì mình sẽ xác nhận đây nhé. Còn các bạn nào thấy phí gas hơi cao thì các bạn hãy canh cái gateway này nhá, để nó thấp thì các bạn chuyển dưới 20 đô thì nó sẽ là rẻ hơn, còn dưới 30 đô thì nó có thể chuyển được rồi nhá các bạn nhá, còn nó cao quá trên 30 đô thì thôi để lúc khi khác các bạn. Ok thì mình sẽ ấn xác nhận đây để chuyển. Thì chuyển trong vòng khoảng từ khoảng 5 phút rồi đây nhá, nó có ghi là 5 phút rồi đây. Thì bạn sẽ chuyển sang, bạn sẽ chờ đợi khoảng 5 phút. Đây thì nó bảo cái transaction của mình đã thành công này, thì mình ấn back này. Thì ở trong mục tài sản của mình hiện tại vẫn là chưa có nhé, khoảng đợi 5 phút mới về các bạn nhé. Thì đây là cách nạp vào mạng, và nếu mà bạn có thể, bạn nếu mà muốn rút ra thì bạn có thể ấn withdraw thì sẽ chuyển ngược lại từ Zcash Ethereum sang mạng Ethereum mainnet nhé. Ok thì trong thời gian chờ đợi mình sẽ tạm dừng video một chút để đợi cái Ethereum từ mạng Ethereum mainnet sang mạng Zcash Ethereum mainnet của mình nhé. Ok, sau khi chờ một lúc nhá thì cái token cái ETH của mình này thì nó đã về cái mạng Zcash Ethereum mainnet ở đây rồi nhé các bạn nhé. Đây, thì nó đã về rồi đây. Ok, thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm tiếp nhé. Thì mình đã chuyển tài sản đây, mình sẽ mình đã ở bước 1 này, mình đã phần 1 là mình đã chuyển tài sản từ Ethereum mainnet sang Zcash Ethereum mainnet rồi nhé. Ok. Sau đó mình có thể mình trải nghiệm cái dự án Orbiter Finance này. Đấy. Thì nó có cái join decode này, join wool và sử dụng cái cầu của họ này. Thì mình đầu tiên mình sẽ sử dụng cái cầu của họ thử nhé. Đây mình sẽ sử dụng cái cầu của họ. Đây mình sẽ kết nối cái ví của mình, thì đây mình đã kết nối ví sẵn rồi này. Sau mình sẽ chọn mình sẽ chọn loại tài sản nhé. Ở đây là chọn mạng trước này, thì bạn có thể chọn kéo xuống chọn mạng Zcash Era này. Đấy. Xong bạn muốn cầu sang cái mạng nào khác, mạng đích chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ cầu từ mạng Zcash Era Venice sang mạng Zcash này. Thì Zcash này là mạng Zcash 1.0 các bạn. Đấy. Thì mình hiện tại mạng cả hai mạng này mình đều có token nhé, thì mình sẽ chuyển từ một cái lượng nhỏ sang đây. Đây mình sẽ chuyển từ 0.01 0.05 đi. Đây. Ok mình sẽ chuyển một cái lượng như này thì nó có mất cái phí này các bạn này, phí gas này này. Đấy, khoảng gần 1 đô này và cũng rất là khá là lâu nhé, khoảng mất thời gian chuyển tốc độ khoảng 5 giây đến 4 giờ. Ok thì mình sẽ chuyển thử nhé. Thế mình sẽ cầm confirm này. Thì các bạn chuyển thì các bạn nhớ đọc kỹ thông số ở đây và xem những cái phí mạng ở đây nhé. Thì cái phí mạng ra ước tính của mình là khoảng 0.39 thôi, rất là rẻ. Ok thì lượng tài sản của mình chuyển tổng là 10 tổng này 51.24. Ok mình xác nhận này.
Thì và các bạn trải nghiệm mà cái Jet Casino này thì nó các bạn trải nghiệm thứ nhất là nó gồm các stack như sau. Thứ nhất là vôn thì to càng tốt đấy. Thứ hai là nhiều transaction và trải nghiệm thường xuyên, có nghĩa là cái vôn giao dịch to này, xong là thường xuyên sử dụng cái dự án của nó đều đặn này và sử dụng tất cả các cái dự án của nó, trải nghiệm các dự án của nó nữa. Thì đó là những cái điều kiện để được gì cho ATIT, được nhận airdrop của cái dự án nhá các bạn nhá. Dự án nào hầu như cũng thế. Dự án gần đây nhất là dự án Arbitrum cũng vậy nhá. Thì các bạn sẽ đợi cho nó chuyển tài sản sang đây, nó đang chuyển này. Thì cái mạng này nó cũng mới nên là ra nó cũng như nói nó cũng, và lúc nãy vừa nó nói khoảng mất mấy tiếng ấy, thì mình cứ để đây thôi. Ok, trong khi chờ đợi mình sẽ đi làm dự án khác. Mình sẽ trải nghiệm dự án, mình sẽ cũng nhanh qua qua thôi nhé các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn cơ bản thôi. Tiếp theo là cái dự án SynSwap. SynSwap thì là một sàn DEX, nó cũng xây dựng trên nhiều nhiều cái blockchain rồi các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ kích vào cái link của SynSwap này nhé. Xong mình sẽ connect với cái ví MetaMask của mình nhé. Mình chọn ví MetaMask. Tiếp theo kết nối. Ok, mình đã kết nối với mạng ví của mình nhé. Đây, ví của mình thế giới crypto cho ETH đây. Sau đó các bạn chọn mạng thì nó đang triển khai trên một số mạng như là Zcash Era Mainnet này, Zcash Era Testnet này, Solana Alpha này, cái mạng Solana Alpha này cũng rất là tiềm năng nhé. Tiếp theo là Polygon Zk EVM Testnet này, và trên trên mạng chính của Ethereum này, thì mình sẽ chọn Zcash Era Mainnet nhé. Giờ trong quá trình test thì các bạn có thể thử chọn các những cái mạng khác các bạn test nhé. Đây là có một cơ hội gì cho ATIT của cái sàn này luôn nhá. Cái sàn SynSwap này nó cũng chưa ra token các bạn ạ. Thì mấy bạn trải nghiệm được một mũi tên trúng 2 đích luôn. Đó là cơ hội nhận được airdrop của Zcash và của cái sàn SynSwap này. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn một số tài sản để bạn cầu sang. Đây thì ở trên này mình cũng chỉ có Ethereum thôi, thì mình sẽ chọn swap nhé. Đây mình nói nhầm cầu, mình chọn swap nhé. Thì mình sẽ swap một lượng nhỏ khoảng 4-5 đô thì mình swap sang đây từ token Ethereum sang cái USDC, thì mình chọn swap này. Thì các bạn cũng nhớ để ý phí xem nó có đắt không nhé. Nếu mà nó gì rẻ thì, nếu mà đắt quá thì thôi các bạn. Thế đây thì phí nó khoảng 1,56 đô các bạn ạ. Thì giờ đây mình đang làm video hướng dẫn thì làm thử cho các bạn xem này. Đây, xác nhận này. Ok, thì nó swap rất là nhanh nhé các bạn nhé. Nó không như cái những cái cầu khác mà nó là chỉ swap thôi, nên là giúp rất là nhanh các bạn ạ. Ok, thì mình có thể chọn swap lại này. Và mình có thể cài đặt ở đây, có cài đặt cái số trượt phí ở đây và chọn phí ga cao hay thấp ở đây. Ok. Đây, thì mình sẽ lại chọn swap lại sang ETH, chọn 100% chọn swap lại sang ETH nhé. Ok, mình sẽ unlock USDC này để mở khóa. Tối đa đi. Tiếp theo. Phê duyệt thì phí ga ước tính là 0.42 đô này. Thì các bạn nào nhớ chú ý phí ga nó rất hay rẻ nhé. Nếu mà đắt quá thì các bạn có thể làm sau, mà rẻ thì các bạn làm luôn. Đấy. Ok, mình mở khóa xong rồi, bây giờ mình sẽ swap. Swap nó cũng khá là nhanh các bạn nhé. Đây thì lần này swap thì mất khoảng 1 đô rưỡi này. Ok, mình xác nhận.
Đây là mình đã sửa map xong nhé. Thì các bạn trải nghiệm đây, nếu mà bạn làm một ví thì có thể chọn cái vuông nó to to một tí. Đấy, ví dụ như mình sửa map hẳn 0.1 đi. Nó vuông nó to to một tí đi. Đấy, là khoảng 172 đô này. Các bạn nhớ bớt lại một ít làm phí ga nhé. À, mình chọn 0.09 thôi chả. Nhớ mà đi bớt một ít làm phí ga lại không đủ phí ga nữa thì toang các bạn. Mình swap đi swap lại chả. Đấy. Ok, rất là nhanh các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn submit luôn này. Ok luôn này. Đấy. Các bạn sẽ chọn swap lại. Này quá không sửa quát được. Ok, vừa rồi mình chưa quên ăn nóc cái USDC này, mỗi lần sửa quát nó yêu cầu ăn nóc nhé. Ở đây thì mình sẽ sửa quát ra 100% này. Ok, thì phí này mở tầm 1 đô rưỡi nhá. Xác nhận này. Phí cũng như này là khá đắt các bạn ạ. Bạn cho diện chụp lệnh thì mất cũng là 15 đô rồi. Khá là đắt luôn. Ok, thì trang sản submit này. Ok, thì đã mình đã số áp rồi nhá. Đấy, thì là đây là cái sàn DEX ở trên mạng Zcash. Thì nó đã triển khai trên Mainnet và ERA Mainnet rồi nhé. Ngoài ra các bạn có thể join Discord của họ nhé. Những cái dự án này các bạn join Discord của họ. Ở cái Orbital Finance này mình quên chưa join Discord này. Thì mình có thể join Discord nhé. Thì cái này các bạn tự join như các dự án bình thường thôi. Mình để link ở đây cho các bạn tự join nhé. Thì mình sẽ không hướng dẫn join cái Discord của họ nữa. Ok, thì một sản đích tiếp theo đó là một cái sàn và nó là một sàn DEX nhé các bạn nhé. Thì cái dự án này nó đã có token rồi các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo, có thể trải nghiệm hoặc không trải nghiệm. Thì cái này nó cũng có token rồi. Thì theo mình thì nên bạn trải nghiệm ở cái C-Swap này. Thì nó cũng chưa có token và nó là một mũi tên trúng 2 đích luôn nhé. Thì mình cái sàn mua này mình sẽ kết nối thử thôi các bạn ạ. Mình sẽ kết nối thử. Mình sẽ chọn swap thử xem là nó có phí nó có đắt không. Đây mình sẽ thử xem nào. Mình chọn thử swap thử xem phí nó đắt không nhé. Ồ, phí thắt lắm các bạn ạ. 1.8 gần 2 đô. Ok, mà cái sàn này thì các bạn có thể trải nghiệm thử hoặc không nhé. Tại vì nó cũng là một sàn DEX thôi. Thì cái xin swap này nó hơn này. Nó vì nó chưa ra token. Và cũng là gì cho ITIT ở trên mạng Zcash Ada Mainnet luôn. Ok, tiếp theo là một cái dự án cái Min Square. Là một cái sản phẩm NFT các bạn nhé. Thì một cái sàn NFT Marketplace ở trên cái mạng Zcash ấy. Đầu tiên thì các bạn cũng chọn mạng này. Thì nó cũng cái sản phẩm này nó cũng đang trên một số mạng như cả Starknet nữa các bạn ạ. Starknet và Zcash Era. Thì nó có cả Tnet và Mainnet luôn. Đây có 2 Tnet và 2 Mainnet này. Thì đầu tiên bạn sẽ cũng kết nối ví của mình nhé. Kết nối ví. Ok, thì ở trên đây thì bạn có thể là tạo NFT và hoặc có thể mua NFT nhé các bạn nhé. Nếu mà bạn tạo NFT thì bạn ấn vào min ở đây. Đấy. Còn mua NFT thì bạn ấn đây, ấn
thì nó cũng có hai cái NFT chính thôi, và Xpro này đấy. Và đây thì nó có ZK AB và ZK Cinema Service đây. Đây thì nó có các tên miền đây này. À, dự án tên miền thì các bạn thể mua một cái tên miền ở đây, một cái tên miền khá đắt này. Các bạn có thể mua tên miền đây, chọn rẻ này đắt này. Itani Kawasaki. Ok thì các bạn có thể chọn tên miền đây, hoặc các bạn có thể tìm kiếm tên miền ở đây nhé. Hoặc là bạn kích vào để mua các cái hình NFT, hình con khỉ này này, con đời ươi các bạn ạ. Đấy. Thì các bạn có thể chọn lọc là từ rẻ đến từ thấp nhất đến cao nhất ở đây này. Khá đắt các bạn nhé. Ok, thì đấy là cách mua. Còn nếu các bạn tạo NFT ấy, thì các bạn ấn vào min ở đây nhé. Xong bạn sẽ chọn upload một cái hình ảnh gì đấy lên. Ok thì mình sẽ chọn một cái upload một cái hình ảnh lên nhé. Ok thì mình sẽ chọn up một hình ảnh lên. Ví dụ mình sẽ up một hình ảnh con khỉ lên đi. Đấy, giống cái bọn vừa nãy. Đây, mình up một hình con khỉ này lên. Đây, xong bạn sẽ đặt tên cho nó. Bạn đặt tên a. Ok. Giờ mình sẽ đặt là VC đi. Đặt mô tả cho nó. Link nếu có. Ok, thì mình sẽ đặt cho nó một số cái thuộc tính nhé. Ok, mình thử ấn min thử xem nhé. Đây, nó upload thành công này. Sau đó sẽ ấn kết nối với ví của mình nhé. Thì phí là 1.7 đô này. Xác nhận này. Đây, thì nó đã báo là min NFT thành công. Thì mình sẽ đến cái profile của mình xem nhé. Đây, thì mình đã min thành công rồi đây. Đây, thì min thành công rồi, xong bạn có thể chọn sell ở đây, bạn sẽ chọn bán, unlock. Đây thì phí là có tính 0.4 đô. Phê duyệt. Ok thì bạn sẽ nhập giá ở đây nhé. Ví dụ mình là 0.001 ở đây. Đây thì bạn sẽ chọn ngày kết thúc mà bạn muốn bán này. Bạn sẽ đặt trong bao nhiêu ngày, ví dụ mình chọn trong 5 ngày đi. Ok, xong mình sẽ ấn Need nhé. Đây là cái phí của nó là sẽ thu 1.5%. Ví dụ mình bán được 100 đô thì nó sẽ thu phí 1.5% là 1.5 đô. Giả như vậy nhé. Đây thì giá là 0.001 này. Ok, mình ấn Need này. Mình ấn ký nhé. Ok thì nó vào nít thành công rồi này, nít tật đây. Đây thì là cái ngày hết hạn của mình nhá. Đấy thì mình đã nít thành công rồi. Đây thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo NFT và bán NFT nít lên. Còn các bạn mua NFT thì mình vừa lấy hướng dẫn rồi đấy, thì chọn vào mua NFT. Ok thì mình đã hướng dẫn xong các bạn Detroit là cái trải nghiệm cái dự án với Casino Era Mainnet rồi nhá. Thì đây một số cái dự án nó đã chạy ở trên Mainnet rồi, thì một số dự án nào chạy nữa thì mình sẽ update sau nhá. Các bạn hãy join cái kênh Discord của chúng mình đây, Crypto Hon, join kênh Crypto của Honic của chúng mình nhá. Đấy, thì mình cũng đã đăng một cái bài vừa xong đây này, để cho tít dễ Casino Era. Đấy, thì gồm đầy đủ các link ở đây, thì các bạn hãy join vào nhóm để cập nhật những thông tin mới nhất và những link chính xác nhất nhé. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn
Xong rồi nhé. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho chúng mình một like video, một subscribe kênh Crypto Holic của chúng mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.